Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu các anh em tham gia một chương trình này góp nhận 20 token SFN từ sáng Stan Valencing tất cả các bạn. Để tham gia game này các bạn đi phần link mô tả dưới video của mình. Thứ nhất của mình các bạn vào đây các bạn follow Twitter nó các bạn. Sau đó các bạn follow Twitter nó, bạn like và chỉnh dẫn cho Twitter nha các bạn. Các bạn chỉnh dẫn cho Twitter lên nè. Rồi các bạn tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. 2 hoặc 3 cũng được. Nói không Goku. Rồi tiếp tục thì các bạn các bạn tác cho mình các tên là thăng SFN thăng Cbidon the blockchain nha bạn. Các tác này nha bạn, rồi bạn test lại nha bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn join vào kênh Telegram group của mình nha bạn. Join vào kênh Telegram group của nó chứ, của dự án chứ. Rồi tiếp tục thì các bạn click chiếc phần link mở link form thứ hai của mình ra nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn khai báo thông tin cho nó các bạn. Đây thì con này nó tuôn được khao mắt. Rồi tiếp tục thì nem thì các bạn ghi điền họ cho tên mình vào các bạn. Quỳnh Văn Anh Pit nem, đất nem thì họ cho tên mình thôi các bạn. Watch Conchi Chu thì các bạn ghi dịch mình Việt Nam các bạn. Rồi tiếp tục bằng điện địa chỉ email của bạn các bạn. Tiếp tục qua su username tại Twitter thì các bạn mở tại Twitter của mình copy username các bạn. Qua su Telegram tiếp tục thì các bạn điền vào username các bạn join vào nhóm group các bạn. Ta hai câu này pha các bạn, đây mình dịch cho các bạn. What is your address thì cái địa chỉ dưới Telegram group pha các bạn chậm xíu các bạn. À các bạn nhớ vào kênh Telegram, các bạn tan vào kênh Telegram group, bạn nhớ để lại một cái câu comment cho các bạn, một câu bình luận các bạn. Tiếp tục thì what is your SNS address thì các bạn thì mở địa chỉ chocolate của mình ra các bạn. Các bạn dùng địa chỉ ETH hoặc là địa chỉ BNB Smart Chain các bạn. Vì con này nó chạy trên nền tảng BNB Smart Chain. Rồi các bạn copy địa chỉ Smart Chain của mình các bạn. Rồi bạn bắt vào đây nè, copy lên nè. Rồi các bạn mới đắp lên đó. Bạn mới dán vào đây nha các bạn. Còn câu hỏi đi lướt cấp tra nè. Đây mình các bạn. Bảy là một số là gì? Bảy một số là gì? Hãy trả lời câu hỏi này. Bảy là một số là gì? Câu hỏi gì kỳ chợ? Bảy là một số là gì? Là bảy chứ là gì? Bảy là một số bảy. Các bạn dịch ra câu hỏi của nó, các bạn trả lời các bạn. Mỗi hình như là mỗi từ khoảng mỗi dáng đều câu hỏi trả lời khác nhau. Ok sai. Dáng là cái nữa. Hỏi ông hỏi cái gì mà không hiểu luôn. Có định dạng cái sai đảm bảo trả lời câu hỏi. Chữ cái đầu tiên trong morning là câu trả lời gì nhỉ? Chữ M chứ gì? Chữ cái đầu tiên trong morning. Chữ cái trong morning là gì?
Cái này là hỏi câu hỏi khó quá bạn, để mình gỡ được các bạn. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành chương trình này gấp, nên đây cũng kết thúc các bạn. Thúc cần sẽ sẵn bằng cái case swap gì mình hiện tại nó trong chương trình bán hàng pre-sale các bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.